Thì hôm qua em có một cái kết quả nó rất là kỳ diệu sau một khoảng thời gian em vào cộng đồng. Em vào cộng đồng cách đây hơn 3 năm, khoảng hơn 3 năm rồi ạ. Thì em rất là may mắn trong khoảng thời gian mà em cũng có một cái công việc. Trước đây em là một giáo viên cấp 3. Nhưng sau đấy thì em cũng có gặp rất là nhiều cái thử thách trên cái hành trình cuộc đời của mình. Sau khi mà em biết đến bạn Số Học Mặt Trời và bạn Vũ Bình trên cộng đồng để cho em gửi một lời biết ơn rất là sâu sắc với bạn Vũ Bình ạ. Rất là biết ơn bạn Vũ Bình. Bạn là người kết nối và làm em thấy thay đổi không chỉ cuộc đời của em đâu, mà thay đổi toàn bộ gia đình của em. Mà em thấy là như em đang trong trên hành trình 3 năm của em thì em thấy cái dòng chảy gia tộc của mình bắt đầu thay đổi ạ. Bởi vì 3 năm trước đây em là một người đã rất là cao, và sau khi mà em biết đến cái bảng số học ấy, nó là một cái công cụ khoa học, thì em là một người khá là đa nghi đó, nhưng mà em mang con số 22. Thì sau khi mà em vào đây thì từng ngày em rất là nhớ một câu thầy nói rằng là sửa mình không sửa người, soi mình không soi người đó. Nhưng nó là một cái hành trình mình nghĩ nó đơn giản, nhưng mà từng ngày một em tốt nghiệp từng bài học và tất cả các khóa học của thầy em đều tham gia. Đúng là thời gian ban đầu là do em đi học các lớp phát triển bản thân. Em sinh ra và lớn lên ở trên Cao Bằng đó, thì em là một người mà mới sinh ra thì em thấy là em thấy rất là tự tin, em thấy mình khá là xuất sắc đó. Nhưng mà tại sao mà mình vẫn gặp rất là nhiều thử thách? Thì sau khi mà em vào đây thì em quan trị đặc biệt là quy trình khiêm hạ và hành trình về năm ngôi nhà giúp em giải nghĩa hết tất cả những cái điều, những cái thử thách mà em đã đi qua, kết hợp với bảng số học nữa. Thì thời gian ban đầu là em đều bị thủng hết tất cả năm ngôi nhà, đặc biệt là em mất kết nối với chính mình, mất kết nối với ngôi nhà ba rất là lớn ạ. Nếu như mà không có cộng đồng của thầy cô thì có lẽ là cái hành trình hạnh phúc của gia đình em đến bây giờ nó sẽ không được trọn vẹn. Em sẽ mất đi cái người chồng rất là tuyệt vời của mình. Và dần dần trên cái hành trình đấy thì em đã có những cái chuyển biến nó vô cùng là mạnh mẽ. Em thấy mình sống được bình an hơn. Sau đó là em kết nối với mình rất là sâu. Em kết nối từng ngôi nhà một mà em rung động ạ. Ban đầu em còn trong thời gian 6 tháng đầu là em đi tham khảo và đi đi rất là nhiều cái môi trường khác nhau đó, nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà môi trường của thầy cô, đặc biệt với quy trình khiêm hạ của thầy, đã kéo em trở lại. Và cái thời gian gần đây nhất đó là ông xã của em, từ một người mà anh ấy nội tâm bồn thì anh rất là phán xét em, và bởi vì cái hành trình trong quá khứ của em thì em rất là vướng, em nhiều thử thách nên em rất là vướng. Nhưng mà dần dần chị em chỉ cần việc quay vào khiêm hạ sửa mình thôi, thì em thấy là bản thân em gặt hái được rất là nhiều thành công trong công việc mà nó rất là hay, mà em không phải vất vả như trước đây. Cái thứ hai nữa là gốc ngôi nhà ba của em, nghĩa là ông xã của em, thì anh ấy nói những cái điều mà như trước đây là em không tin đâu. Ví dụ như thầy nói là người sẽ thay đổi, nhưng mà em thấy ông xã em thay đổi từng chút một. Ví dụ em đang học Zoom như thế này thì lâu lâu anh đến anh cứ sờ tai em, để anh cứ sờ tai em. Sau đó là những lúc em học lớp 2 ngày thì thầy trước đây là anh ấy rất là hay dị ứng với cái việc mà em học, vì em rất là thích học. Thì anh ấy hôm trước là anh ấy vừa nấu một cái nồi chè bưởi rất là ngon mà anh ấy lọ mọ nấu tận đêm ấy ạ. Đó thì cái lúc lớp 2 ngày của thầy anh có làm cái thạch, anh ấy tự tìm nhiều nguyên liệu và anh tự làm để giúp cho em học lớp 2 ngày thời gian vừa qua. Và đặc biệt là lớp 7 thầy cộng kết hợp với cái quy trình 2 ngày kích hoạt mục tiêu của thầy á, thì em có đưa ra cái mục tiêu là lớp 2 ngày và lớp 7 ngày em sẽ bán được cái mảnh đất mà vợ chồng em mua. Anh trước đây anh công tác ở trên Lục Ngạn của Bắc Giang nhà em, thì em có rất là nhiều những cái năng lượng ở đó mà em chưa em không không tìm ra được. Nhưng trên cái hành trình là em rèn luyện 5 giờ buổi sáng, em làm quy trình mục tiêu của thầy lớp 2 ngày kết hợp với lại cái lớp cốt 7 ngày của thầy ấy, thì mục tiêu của em đưa ra là em sẽ bán được cái mảnh đất đó. Bởi vì mục tiêu năm nay của em là em sẽ làm thêm một ngôi nhà mới của vợ chồng em, mua thêm một cái xe mới. Thì em thấy dần dần từng cái mục tiêu của em, bao giờ mục tiêu của em cũng sẽ là kết nối về năm ngôi nhà đầu tiên ạ. Vì cái đó như thầy luôn nói là gốc bền vững ngọn tốt tươi, thì từng năm ngôi nhà của em đều rung động. Bố mẹ chồng của em rất là ủng hộ công việc của em, rất là yêu quý em. Trước đây thay vì là mẹ em có những cái định kiến về em khi đây đi ra ngoài kia, về em sống ở nhà chồng cùng bố mẹ chồng của em, nhưng bây giờ bà đi đâu bà cũng rất là bênh em. Còn chồng em thì bây giờ em thấy là anh ấy hầu như hoàn toàn 100% anh ấy
yêu thương bằng một cách rất là tự nhiên, mà trước đây thì em không thấy cái điều đấy nhiều. Đó, anh ấy là một người mà thân khẩu ý, thầy nói là thân tâm khẩu ý phải thẳng hàng. Thì bây giờ em thấy tất cả những cái điều đấy ở anh ấy, thì em luôn đặt mục tiêu về năm ngôi nhà của em kết nối với chính em, và năm ngôi nhà thì em kết nối được từng ngôi nhà một trong cái hành trình trên 3 năm qua ở với cộng đồng của mình. Và cái thời gian gần đây khi mà em học lớp 2 ngày và lớp cốt 7 ngày của thầy, thì đến ngày cuối cùng em gỡ bỏ được năng lượng thờ ơ của mình. Khi mà trước đây thì em cứ nghĩ là chồng em sẽ là cái người mà trụ cột chính trong gia đình, anh sẽ là người mà sẽ lo toan tất cả những cái công việc lớn, còn em chỉ là người làm đẹp và chăm lo các con thôi. Em luôn nghĩ như vậy, em cài đặt của em từ khi bé, vì bố mẹ em luôn nói là với phụ nữ thì sẽ là một người, nhưng mà đâu đó thì khi mà học với thầy thì em mới biết được cái điều đó là cái năng lượng thờ ơ của mình. Thì em giải phóng đúng câu chuyện của một chị ở trong lớp 7 ngày thôi. Nghe từng câu chuyện một thì em có bắt được từng khóa, cũng như là các anh chị khi mà các anh chị nghe từng câu chuyện ở trên cộng đồng lúc 5 giờ ấy ạ. Trước đây thì em cứ nghĩ rằng là qua những cái câu chuyện của cô bác anh chị thì em sẽ bỏ qua, và em chỉ nghe cái phần phần chia sẻ của thầy thôi. Trước đây em toàn bỏ qua như vậy, nhưng không phải đâu. Bởi vì những cái câu chuyện của các anh chị thì bây giờ em mới thấy là giúp cho em tốt nghiệp bài học nhanh hơn, và giúp cho em gặp được cái cảnh mà lẽ ra mình gặp ấy ạ. Mình sẽ phải trải ở ngoài cuộc sống, thì em gặp ngay câu chuyện của các anh chị đó. Hôm nay có một chị có một cái từ khóa là thờ ơ, và sau đó là thầy có cho em những cái bước để em gỡ bỏ cái năng lượng đó trong quy trình khiêm hạ. Thì ngay lập tức sau, chỉ gần sau chưa đầy 1 phút thôi, em khiêm hạ đúng cái từ khóa đó, thì tự nhiên có một người nhắn tin riêng cho em là chị có bán mảnh đất đó không. Và bắt đầu là em làm viết đúng cái quy trình của thầy từ hôm trước, và em làm khiêm hạ thì đúng như trong hình dung là em mong muốn cái người đến với em, đến vợ chồng em sẽ là vợ chồng họ hạnh phúc, cặp đôi họ hạnh phúc, có 5 ngôi nhà như là em đã đang có. Thì hôm đấy sau khi 1 phút thì có ngay cái người ta nhắn tin cho em, và người ta tự chốt em luôn, và đúng với cái giá là 1,6 tỷ thì ạ. Mà cái mảnh đất đấy thì đầu tiên là vợ chồng em mua cách đây tầm 2 năm đó, nhưng mà đúng trong hình ảnh hôm qua là hai vợ chồng đều ký đặt cọc, và tầm 10 hôm tới là anh chị giao đủ hoàn toàn 1,6 tỷ cho vợ chồng em, 1,5 tỷ cho vợ chồng em. Hôm qua là đặt cọc 100, nhưng mà họ rất là hạnh phúc thầy ạ, họ yêu nhau, họ hạnh phúc, gia đình của họ rất là thịnh vượng, đúng như trong trong cái quy trình mà lớp 2 ngày, lớp 7 ngày của thầy. Thì em luôn luôn mong muốn nếu như ai có được cái mảnh đất này thì sẽ là một người mà họ hạnh phúc, rung động cả 5 ngôi nhà, và họ hạnh phúc, và sau đó là họ là một người rất là thịnh vượng. Và cái mảnh đất này nữa, em luôn luôn đặt cái lợi ích của người lên trên, thì lại được sự đồng ý của chồng em. Hai vợ chồng em hôm qua vừa đi, thì chưa bao giờ diễn ra trong cuộc đời của vợ chồng em là chồng em trước đây toàn đi làm những việc lớn, em luôn nghĩ vậy. Đi thấy đất ở đâu là anh ấy toàn bảo em đi, thì em năng lượng em rất là thờ ơ, thì em giải phóng mỗi cái năng lượng thờ ơ đó. Thì em vợ chồng em hôm qua đã có được cái số tiền là 1,6 tỷ. Biết ơn bạn Vũ Bình, biết ơn tất cả các cô bác anh chị đã lắng nghe.